Sau khi ghé thăm nhà Thúy Nga, review nhà Thúy Nga xong rồi bây giờ Nhật Cường, Chế Phong, Văn Ri và Thúy Nga dùng với Lê Tuấn đi thăm anh nghệ sĩ Chí Tài. Hiện nay là đang ở chỗ cái tiệm để mua hoa cho anh Chí Tài nha. Phong nói sao? Vô nghe anh Nga sổ tiếng Anh. À nghe, nghe nói tiếng Anh hả? Nói tiếng Anh hả? Đây cần người. Đừng nói tiếng Việt nha, nó không nghe tiếng Việt được đâu. Nói tiếng Anh đó. Thôi mình mua 2 chậu lan đi. 2 chậu lan. Oh, thank you. 2 là tu á, 2 là tu. Chậu. Cái chậu phi nhung á mình mua 2 chậu. 1 tu chậu lan. 1 tu chậu lan. 1 tu chậu lan. 1 tu chậu lan. I want. Can you help me? Tree, flower, hoa lan. Hoa lan hay hoa gì ta? Còn hoa gì nữa không? Hoa lan đi. Mình là mình có hoa chậu gì đẹp không em? Chậu này nè. Camellia. Không, nếu mà lên trên chỗ cái gì ta? Phi Nhung. Đi lên chỗ Phi Nhung á. Phi Nhung thì là mình cúng ly được nè. Ok. Mình mua đây nè. Đó, mình cúng ly cho Phi Nhung nè. Đó. Rồi. Bé ơi. Ủa con bán hả? Dạ. Không, cái này là cái này mua một và mua một tặng một con tính tiền hai cái. Mua một. Mua một tặng lấy một. Tính tiền hai cái. Tặng hai, lấy tiền bốn cái. Mua một tặng một. Lấy tiền hai cái. Ờ từ đó. Giờ mới hiểu á, chậm quá mà hiểu. Mua một và tặng một lấy tiền hai cái bây giờ mới hiểu. Nhưng mà né chữ đại họa đại nạn là được hiểu không? Đại quay con đâu để mở cửa. Phát lại sao anh Cơn, sao xe anh có sạch được như xe Nga không? Đâu Nga, đừng bấm xuống, từ tôi đang quảng cáo xe con. Ủa sao vậy? Xe rất sạch nha, anh thấy không? Đó, đây sạch quá. Đây nó xe Nga là vậy nè. Sạch quá, đó anh thấy chưa? Đây nó, đây nè, đó đây nè, đây nè, đó đó. Thường thường là rồi hồi ý là nó mới rửa xong đó. Thường thường là ở đây vậy á, rác bỏ trong xe để về nhà bỏ vô trong xe ra bắn quay hai má gì kỳ vậy. Rác thì em dọn nhưng mà phải về nhà quăng. Đây nè, xe nghe nè, đây trời ơi, business ra vậy đó. Chưa, anh đặt thả vô cái kẹt này nè. Đó bị gói luôn hả? Hiểu không? Lúc nãy em tủ đồ ăn có ngày đói quá không có kịp ăn. Đó. Pha liền tô mì gói liền, hiểu không? Hay nhớ. Mình ăn gì nó mới vào. Bên này có gì không? Bên đây nè, đây nhìn nè. Ồ có lon luôn nè. Lon nước ngọt. Nước ngọt luôn à. Uống xong rồi hả? Ừ. Đó là tụi con đó, dục cho nó luôn đi. Hả? Em á nè cô phát hiện nhà cô mới. Con Nga nó mua cái căn nhà trên núi á, kêu anh em mình lên đó ở kìa. Trời ơi, ông tưởng nhà trên núi rẻ hả Phong? Ông biết nhà núi nhiêu tiền không? Nhiều lúc tôi ước mơ cho vui ông nội. Không có đường đi lên kia. Lên đó đó, nó mới hợp với cõi tụi mình, hiểu không? Cõi tụi mình nó tiền đâu mua, nói chơi cho vui thôi. Nó mua cũng không tới mình nữa. Nhưng mà buồn lắm. Không, nhưng mà Nga, anh nói thật sự ra anh rất ghét ông. Còn trời đi. Ơi, lên thăm anh Tài mà nó đòi nó cháy nhà không à. Khổ ghê. Yeah, khổ ghê. Đi. Gì? Sao sao xe gì? Không, xe đạp. Ủa, sao mình nó phải mình sao không? Không, mình kiểu chơi nó gắn như hả? Đi lên thăm anh Tài mà nói chuyện tào lao không à. Ý trời sao, có thể là 108 tập. Mới tới được một anh Chí Tài nha quý vị. Nãy giờ là cái clip nó trên xe, đồ người ta đụng dập em nhiều quá nên là nó phải thành một clip. Đẹp không? Cái view rất là đẹp. Bọn nào anh Cường, bọn anh Chí Tài là ở đâu? Bọn anh Chí Tài là ở phía sau á. Phía sau tượng chú. Đúng rồi, sau bức tượng á. Hay vậy? Đúng rồi. Anh tới đây 2 lần rồi. Cho nên khi vô cái cổng này á là anh tới quẹo vô cái chỗ Tài chính xác. À. Ừ. Ủa vậy là đâu có thắp nhang hả Nga? Không. Ở đây không có thắp nhang. Ở đây cho nên thành thử mình không mua bông nhiều được gì á. Yeah. Chứ đem có cái để đó xong đem về. Chứ có lẽ ủa sao không đem ở Ủa Ruy ơi, cuối cùng là anh đang quay chay vậy? Ủa Nga, có nghĩa là không phải ở Mùa Sa hả? Có nghĩa là không thích hay là không phải,
trời nghệ sĩ mà nở mua sao nhiều mà. Không, chỗ này người ta mua cũng mắc tiền lắm. Chỗ này là của bên những người mà đạo Công giáo á. Bô sa mình cũng có Công giáo mà. Không, nhưng mà sau này trên nó đâu còn đất nữa đâu anh. Thì bởi vậy anh mới nói nó thấy nè, đừng có đi xuyên qua nha. Ủa nghe vậy chứ Phi Nhung là ở Bô Sa hả? Phi Nhung là ở gần nhà em á. Ri, anh cầm máy em luôn Ri. Ri, anh cầm máy em cái. Một máy đi. Không, anh cầm máy em cái con. Cho ông Phong luôn. Nó bị gì? Anh quay một hay nhiêu vậy? Để em tự đoán nha. Tự tìm đi. Đằng sau phải không? Đằng sau tự. Đằng sau. Rồi, để tự kiếm đây. Đằng sau để tìm đi. Ê, Chế Phong tìm. Cho Chế Phong tìm đi. Chế Phong tìm đi. Tìm đi Phong. Nếu nước ngoài không mà tôi kiếm tiếng Việt là ra anh đại liền, yên tâm. Ông đi vô đây là tôi thấy ông xài khúc rồi, tôi xài cho ông rồi. Vô trong này đi chứ ông vô đây nữa là tới tết luôn. Tại vì nói phía sau. Không nghe chữ phía sau, ở đây phía trước mà. Thank you cưng. Tôi ra nói phía sau. Bây giờ tôi biết nghe là tốt với tôi thôi. Anh cường không tốt mẹ nữa nè. Mình nói là ở phía sau. Rồi, đây là phía sau nè. Đây gọi là phía sau nè. Thấy không? Ơi hỡi, anh tài. Anh tài ơi. Đây. Tôi chỉ đường cho ông có chuyện gì vậy? Tôi không chỉ. Đó, anh tài là thánh như xe nha. Đó, anh tài là thánh này đó. À, 15 tháng 8 năm 1958 là ngày sinh của anh. Anh tài là tuổi Tuất nha cả nhà. Bỏ lại nó đi nghe. Đây đây. Phải không? Anh tài là tuổi Tuất hả? Anh 58 là tuổi Tuất đó. Đúng không? Đây nè. Hôm nay cho anh tài uống yến của em nha. Nước yến. Đó, phải không, mở ra luôn, mở ra luôn. Mở ra luôn hả? Mở luôn rồi, mở. Anh mở. Này có tính chất quảng cáo à. Không có. À, anh tài uống nước yến, anh thích yến lắm. À, hồi đó anh thích con nhỏ yến. Nhưng mà cuối cùng anh lấy chị bé heo đó. Là lần đầu ta mà gặp nhau trong nắng chiều ban mai thì thầm ta hỏi nhỏ nhỏ bao khờ ghê đi ừ thì khờ ghê đi bây giờ quen nghe nhỏ nhỏ ơi tội nghiệp không anh tài ơi anh uống nước yến của em đi anh tài. Thực ra là em có sự chuẩn bị thì em sẽ mua trái cây nhưng mà vì không có sự chuẩn bị gì thôi anh uống nước yến yến cũng cao cấp nên tài hộp cũng mắc tiền lắm 42 đồng hộp sẵn quảng cáo luôn. Ủa sao như có hai youtuber sao bla ba thì youtuber Jackery là xài hai luôn hả quảng cáo chửi tôi chứ. Ủa sao cô nói còn quảng cáo đọc chơi ai mà quảng cáo ta biết em bán yến giả bôn xa giờ bán sầu riêng bán yến ai cho biết. Bây giờ anh tài ơi anh tài. Nói chung là lần nào mình tới Cali cũng ghé thăm anh Tài với Phi Nhung hết. Hôm nay là có anh Nhật Mụn nè, anh Chế Phong, anh Văn Ruy với anh Lê Tuấn này, không phải là ca sĩ Lê Tuấn nha. Lê Tuấn này ở Việt Nam. Rồi. Qua đây thì là đến thăm Chí Tài. Thì bây giờ thôi mỗi người vô nói lời gì với anh Tài đi cho em nhìn mặt ổng, ổng cũng nhẵn em mà em. Làm gì có mặt đâu mà nhìn. Thì cái mặt em tới đây. Ông Tài ổng nhẵn cái mặt em rồi. I'm sorry. Sư Quân, lần đầu tiên em được viếng mộ của anh. Trước tiên là em sorry anh vì 3 năm nay ngày anh mất. Em không có dịp mà đến với anh. Hôm nay nhờ có anh Nhật Cường và bạn Văn Ri từ Virginia sang. Và có em Thí Nga nhắc tới đây đi cùng với lại bạn Tuấn của em Việt Nam qua. Trước là em viếng mộ anh, sau là em cầu mong ơn trên cho anh được về với Chúa. Amen. Ta về lâu rồi, về mấy năm rồi. Đây là lần thứ 3 em ghé thăm anh Tài. Nói chung là rất là có duyên với Tài và Phi Nhung. Lần nào tới Cali cũng đều phải thăm anh. Thì nói chung là đi đâu cũng vậy, mỗi lần mà cầm cái đờn lên hát hoặc là karaoke, hát bài Nhỏ Ơi hay là Giờ Này Em Ở Đâu đều nhớ anh đó. Có nhiều lúc mà vẫn giỡn, anh Tài kéo ghế cho Tài ngồi, anh Tài đờn đi, anh Tài uống với em ly bia nha. Làm như là lúc đó nổi ấm, nổi lên như là anh Tài đi ngang qua người, không biết có thiệt không? Giống như nãy giờ mà trên xe mà xảy ra những chuyện gì là hình như là có anh Tài giỡn vô. Tài là đó. Ngay lắm. Nga nó nói là anh là giỡn nhây lắm anh Tài. Anh làm cho tụi em lạc đường tùm lum la vô ra không phải mười mấy mai. Mà em biết anh Chí Tài á là trong đội văn nghệ của mẹ anh ngày xưa đó. Ủa vậy hả? Cho điện lực á, điện lực miền Nam á. Anh là lý hữu đến đàn bass của nhóm anh Ngọc Lễ đó. Lý hữu nè, anh Tài ngày xưa đàn cho mẹ anh hát đó. Ủa để đây là không có khui ra cho anh Tài á. Khui luôn đi. Phải khui chứ.
Anh Tài trước là anh Tài sau tới tụi mình, em. Mình có hưởng thua không? Ủa giống uống rượu vậy? Đây khui luôn đi không? Khui luôn đi. Khui luôn đi. Cùng ly luôn đi. Cái địa chỉ là đi từ dưới lên đây 30 phút. Lạc đường hình gần cái tiếng mà khát nước gần chết luôn. Để anh Tài hưởng xong cho em tí lọc anh Tài. Khô khổ quá luôn. Để cho bộ, đừng có xả rác nha. Mình vô đây đi. À bỏ vô hộp đi. Ri vô đi, Ri vô nói gì với anh Tài. Phải uống miếng để... Ri vô nói gì. Anh Tài hả? Giờ lên tới đây rồi là không có gì nói. Anh Tài cho em xin hộp hộp yến nha. Em khát quá rồi. Gì gọi vậy? Vậy vô chuyện ký sinh anh Tài. Anh Tài đây, đây. Thôi vô. Yến đông trùng hạ thảo nha. Đây, 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 đây. Không để trên này xong xuôi. Không, không, uống. Cũng rải cho chút rồi. Đó, xin quên. Uống như tụi em lấy thảo. Anh Tài nhưng không biết uống rượu á nha. Không dám. Yến là anh Tài. Không, Tài ông đang rồ lắm, ông không có thích rượu bia, thuốc lá gì trơn. Trời. Nay uống yến rồi cũng đúng rồi. Ủa nha. Vậy là hôm nay là cốt. Cốt. Đúng rồi. Đúng rồi, cốt anh Tài xong. Cốt lại thằng á. À. Lại là nguyên cái gia đình gì cái heo là nguyên cái khúc đó luôn á. À. Còn mấy cái đó. Chị bữa hôm chị nói nha, cũng nhớ đó mà mang về. Cái nắp Cái này nó không có để hình giống Việt Nam mình ha. Những người xung quanh không, phải đẹp rồi. Anh năm là năm người nữa hả? Năm người, năm anh em. Coi như là lên. Để cho Lê Tuấn nó mở. Mình uống hết luôn á. Mở cái này. Để cho Lê Tuấn. Năm rồi anh, 1 2 4 5 rồi, giờ tới Lê Tuấn nè. Một cái rồi đi con Tài nó để liền chứ. Rồi ok. Tao để cái thôi em được rồi. Em mở vậy. Chứ mà muốn xài đó mở rồi để nó rồi. Nè, lên đợi đợi em chút đi, em chống cái cây này lên. Không qua mà. Đó, YouTuber chuẩn bị đồ nghề dữ quá. Rồi. Đó. Nè, ngay. Xong rồi nè. Ngay. Tự. Ngay. Cái hạt của em bự quá ngay. Anh Tuấn, anh nhanh nhìn đi giùm em cái nha. Rồi rồi. Trời. Vô. Đúng, vô. Đúng rồi. Anh Tài. Rồi. Anh uống nước yến nha. Đâu có nào diễn lại ổng đâu, thành thử vô đây diễn rồi rớt miếng hết. Ngồi giờ 6 ly đó là ly là của anh Tài. Đây, Linh Tài đây. Linh Tài nè, nghe vừa lấy Linh Tài nè. Rồi. Giờ mình cùng đi. Rồi, rồi chọn đi. Vô đi. Chọn vô. Nè, có Lê Tuấn nè. Đây. Vô giống nhậu gì mới cho nào. Rồi, chị Nga cầm tay trái của anh Tài. Cầm cái tay trái đi, cầm tay trái, một cái tay trái của anh Tài. Rồi một nè. Anh đứng qua đây cho đó. Đó nè, tôi đóng vai anh Tài nè. Một. Hai, ba. Vô. Không nghe lâu, gì vậy. Lâu thì ta mới nhậu một lần. Nhậu đâu vậy? Uống yến mà nghe tưởng uống rượu lâu nhậu. Vô. Nghe anh Tài nói không? Nghe anh Tài nói chưa? Sao? Tụi mày làm lẹ quá, tao chưa kịp uống mày uống. Liên Tài còn nguyên nè. Mày làm lẹ quá. Thằng trai cường có duyên lắm. Ổng để mà ổng chịu bấm. Em mới dắt thằng cho bấm. Không mà anh thấy em hay không? Tự nhiên cái sáng đi em đi mà em đang rối không biết mang cái gì mà đúng thì đang mệt. Tự nhiên uống nước yến nó khỏe lại luôn. Vừa khích luôn á thì vừa khích luôn. Yeah. Phong mày thấy cái mỏ tao chưa? Đâu? Giống lắm mà. Thiệt mà. Rồi. À, có tên luôn, có tên luôn hả? Đâu vậy? Sao hay vậy? Cái tìm đi rồi hát rồi. Thiệt hả? Thiệt. Mà mày thấy hồi nào hay vậy? Tại trước. À rui. Cái gì vậy? Mém. Rui. Rui thôi cha nội. Trời ơi tôi hết đồn. Tôi tưởng là có mộ ổng thiệt. Thiệt. Tôi tưởng ổng còn sống. Đúng là có mộ ổng. Bài hát được mang tên Em ở đâu, sáng tác của nghệ sĩ Chí Tài. Màn đêm đã buồn dần. Trời buồn luôn nha. Đèn hiệu hắn cô quạnh. Nhớ em, anh muốn thét lên trong đêm dài. Nằm nhớ những kỷ niệm. Gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, ôi đôi mắt ấy. Anh về nhớ nhung. Buổi sáng anh Tài. Khỏi. Buổi trưa. Trời tụi về. Tụi về tao cố gắng buổi tao hại cho nó. Xin khán giả chắc tư nữa các người nhé. Giọng hột quá. Em ở đâu? Giờ này em ở đâu? Em hát xong rồi để anh cho em uống. Trong lòng anh. Đó bắt đầu cười rồi. Một khi mà cười là hát được cho bà. Ông đừng có đổ thơ. Từng ngày vẫn nhớ thương em. Ba bốn tông. Em ở đâu? Hai rồi, mới hai tông rưỡi à. Nhìn ánh sao đêm.
trên đường khuya một mình lặng bước trong mưa. Lạc lạc quá, bớt quá. Uống nước yến ngọt lắm mà sao kỳ vậy ta. Lời thoại. Hát hát được á. Ôi nụ hôn. Sao? Lòng nàng ngày ấy. Cái gì? Nhưng giờ đây một hát mình phòng vắng đơn côi, đêm từng đêm gọi thầm gọi mãi tên em. Trời ơi. Màn đêm đã xúc động quá. Buôn luôn rồi. Buôn luôn rồi. Anh muốn thét lên trong đêm dài, nằm nhớ như kỷ niệm, gặp nhau phút ban đầu. Mắt em, hồi đôi mắt ai, anh về nhớ. Nghe anh có một chuyện lấy xe chở anh về liền. Hát ngoài hả con? Xong chưa? Bây giờ em hỏi anh hát xong chưa? Tao biết trước chuyện này, tao chỉ nó lạc đường. Nó dẫn tới đây, nó hành hạ. Nó dẫn đến đúng đường á, nó hành hạ. Em ở đâu giờ này, em ở đâu? Trời ơi, em ở tới thăm em. Đồng rám luôn rồi. Đồng rám luôn, rám luôn. Cơn rám, cơn rám. Cơn rám tay sao? Anh Cơn đọc đáp đi, đáp về em ở đâu, anh trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ đến em. Trên đường khuya bọn mình là ướt trong mưa, nhưng giờ này đã nắng đó, nắng nó bên trời ơi. Yeah. Tính lộn mèo mà lộn rồi. Lẻ lưng quá anh Tài ơi. Em biết là hôm nay anh cố tình quá cho đi lạc đường, để anh không muốn nghe giọng hát cái hột hạt giống như trong gai cũng Nhật Cương. Nhưng mà tại vì thật ra là tụi em 3-4 ngày bệnh không khỏi tủ gì được. Rui mới lấy được chiếc kép nghe nó gà vô cái đường đó kép luôn. Tài anh thông cảm nha. Nói chung là Lê Giang đợt trước thì đến nói tiếng Anh với lại hát ca cải lương cho anh nghe, rồi bà Dung cũng hát hò. Thì hôm nay là anh chí Tài nghe anh Nhật Cường hát thì cũng thông cảm. Nói chung bài anh sáng tác hay, mà qua giọng ông Nhật Cường là phá banh mẹ nó bài hát của anh luôn rồi. Đúng rồi. Trước khi là chế dữ lắm. Giống như lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều ban mai, thì thầm ta hỏi nhỏ, nhỏ bao ở Long An, ừ thì ở Long An, bây giờ quen nghe nhỏ nhỏ ơi. Rồi một chiều ta gặp lại trong nắng chiều âm u, thì thầm ta hỏi nhỏ, nhỏ bao ở Long Xuyên. Ở đâu là Long An, giờ Long Xuyên. Quen nhiều con vậy? Ở Long Xuyên. Ủa chết cha, bé heo nghe không vui đó nha. Mới hiểu nhỏ này ở Bến Tre. Vậy. Đó là không Long, là không Long An, không Long Xuyên. Nữa rớt nữa, rớt nữa, trời ơi, ơi. Trời ơi, Cường ơi, Cường ơi, không được, Cường ơi, Cường. Đã đến lúc tụi em phải chia tay rồi, bây giờ Nhật Cường, Thúy Nga, Chế Phong, Văn Ruy, và Lê Tuấn, tạm biệt anh Chí Tài. Nói chung là lần nào tới Cali cũng đều thăm anh hết. Mong mọi sự đều tốt đẹp, bình an. Thôi bây giờ anh phù hộ cho showbiz các nghệ sĩ luôn luôn được khán giả yêu thương, và anh gia hộ cho mọi người luôn luôn có show, và anh nhớ phù hộ riêng cho em bán sầu riêng bán yến cho nhà chúng ta. Dạo này khổ quá trời ơi, cả bill bên không con quá. Cho em bán hột nữa, bán hột cho em bán hột nữa, mà hột hết rồi, có mấy hột quá đâu nha. Phù hộ cho Văn Ruy làm xin xin anh Chí Tài là cho nghệ sĩ mình thương yêu lẫn nhau, không có ganh ghét, không có buồn phiền lẫn nhau, lúc nào cũng hòa thuận. Có anh khó lắm, điều đó khó ước. Cái anh trước mặt vui vậy cho sao đâm hết trơn. Cái kể trước mặt vui cũng được, cũng được, thà vậy đi. Cũng còn có chút gì đó là cái bài hát gì đó, cái gì mà tôi đang lừa dối em đó, cái bài mà sao em không nghe. Thôi đừng nghe nữa, đủ rồi, clip cũng khá dài rồi, cho mọi người xin ra thôi, bye bye, chúng ta ra đây tới đây, đăng ký subscribe kênh ra. Trời ơi, cũng ráng nói chi vậy đó. Anh Chí Tài ơi, em hôm nay thật ra là ngoài Văn Ruy ra thì có anh Tuấn Vũ cũng tới. Anh hát cái bài Khi Vũ Trụ Lên Đèn đi. Khi vũ trụ liên đèn thành phố, thôi bỏ đi, nó cái chép phải hát gì nó. Thôi, thôi. Dì Khánh, Dì Khánh đi. Nó cái chép Dì Khánh còn phải chép nhiều. Dì Khánh đi. Anh hát Dì Khánh đi cho dân chúng ta biết, có nhiều nghệ sĩ tới thăm. Trời ơi, Dì Khánh lên bể không. Thôi, vậy thôi, anh Tài ơi. Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngang nghiêng, men rượu say mềm
Tuổi thơ qua mau, từng đêm chốt mù, hòa châu sáng rực, ánh sáng kinh đô. Thôi bây giờ em đi về gặp Phi Nhung với Tài ơi, cho em hát nữa, làm với Tài xỉu nữa. Rồi, bye bye, chùa bye bye cả nhà nha. Một, hai. Anh nói gì không? Anh nói rồi. Rui nói gì không? Rồi, hết rồi. Những điều gì muốn nói mọi người dành nói hết bà rồi thôi. Giờ bye bye. Bye bye, chú Tài ơi. Bye bye, cả nhà. Bye bye. See you. Nhớ là cái kênh của Jeff Phong nha. Bye bye, Sư Quân. Bye bye, Sư Quân. Chương trình YouTube. Cảm ơn cả nhà nha. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.